Những ngày gần đây tại một số vùng trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La, bà con nông dân đang thu hái lứa cà phê chính sớm. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên năng suất nhiều vườn cà phê giảm mạnh. Tuy nhiên giá cà phê lại tăng cao, mang lại niềm vui cho người trồng. Giá cà phê tăng cao nên những ngày gần đây gia đình ông Lô Giang Mai cũng như nhiều hộ trồng cà phê tại xã Triền Ban, huyện Mai Sơn đã tranh thủ thu hoạch cà phê chính đầu mùa. Hiện giá thu mua cà phê. Arabica tươi tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La, dao động từ 11.000 đến 15.000 đồng một ký. Từ đầu vụ đến bây giờ thì nói chung giá cả thì cũng cũng hợp lý rồi, nó cũng tăng giá, cũng dân cũng cũng mừng. Từ đầu năm đến nay, giá cà phê trên thế giới có xu hướng tăng cao, kéo theo giá cà phê trong nước tăng mạnh, ổn định trong khoảng 120.000 đồng một ký, gấp 3 lần mức trung bình nhiều năm qua. Hiện toàn tỉnh Sơn La có trên 21.400 hecta cà phê tập trung tại huyện Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố Sơn La. Sản lượng ước đạt 45.000 tấn cà phê nhân. Do ảnh hưởng bởi thời tiết nên những tháng đầu năm, sản lượng cà phê nhiều khu vực của tỉnh giảm mạnh. Tuy nhiên, với giá cà phê tăng cao từ đầu vụ đến nay mang lại thu nhập khá cho người trồng cà phê ở địa phương.